Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy mắt xéo mắt đỏ. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác những cái loa toa, loa phóng để anh em đi bẫy mắt đỏ, mắt xéo anh em nhé. Như bác thấy thời điểm này thì quốc con mắt xéo mắt đỏ di cư khá là nhiều. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác những cái loa bát nhôm để anh em bẫy chim mắt đỏ các nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Bên em bán khá nhiều mẫu sản phẩm loa toa, loa phóng, loa kèn, âm ly, lưới bẫy chim đêm, đầy đủ các sản phẩm anh em nhé. Các bác có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo hai số điện thoại chính để đặt hàng. Đấy, là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là bán hàng chuẩn chỉnh, uy tín là hàng đầu anh em nhé. Thì giới thiệu cho bác đây là cái mẫu loa bát nhôm này, anh em mua khá là nhiều, cái mẫu mới của 2021, hàng của Trung Quốc anh em nhé, hàng của hàng Trung Quốc nên là anh em dùng khá là ổn định. Đấy, qua một thời gian thí nghiệm thì cái loa bát nhôm này đánh giá là khá là hiệu quả. Giá tại thời điểm này một cái bát nhôm này là 200.000 đồng anh em nhé. Anh em có thể đánh mắt xéo, mắt đỏ, đánh cuốc, đánh rẽ đều được. Nói chung là đánh khá là hiệu quả. Tất cả này bằng nhôm anh em nhé. Đấy, đánh là rất là ok luôn. Đây, hàng thương hiệu của Trung Quốc anh em nhé. Tất cả bằng chữ nho hết. Đấy. Cái này thì nó chỉ có 5W thôi các bác nhé. 5W 8 ohm. Đấy. Hàng này đánh khá là ok luôn. Tiếng của nó ra rất là ok. Đấy. Thì ngoài ra thì bên em cung cấp cả những cái âm ly anh em nhé. Đấy, âm ly thì có 263, 253 hay là âm ly thì có hai phiên bản anh em nhé. Đây là 253 này. Đấy, mẫu 253 này. Đấy. Và cái mẫu này thì là cái mẫu 263B này, anh em dùng khá là nhiều. Nói chung là rất nhiều sản phẩm bên em cung cấp đầy đủ anh em nhé. Đấy, đây là 263B này. Đấy. 263B với 253 thì đều giống nhau, màu xanh anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì bên em cung cấp cả cái son 288 này. Son 288 này có mấy phiên bản anh em nhé. Hàng nhà em là hàng loại 1. Đấy, phải nói rõ luôn là hàng loại 1, còn chỉnh chuyển như nào. Đấy. Ba cái mẫu này là anh em mua khá là nhiều. Đấy. Ngoài ra thì bên em cung cấp cả những loa toa như này. Đây, loa toa hàng Việt Nam 15W. Cái này thì 300.000 một chiếc anh em nhé. Hay là hàng Indo, hàng Indo sẽ đắt tiền hơn. Nên ngoài ra thì bên em cung cấp cả những lưới. Lưới này gọi lưới mắt đỏ anh em nhé. Đấy, lưới mắt đỏ này. Đấy, cung cấp đầy như này, 50 tay, một tay này 50 mét anh em nhé. Đấy, 4/8, 150 mắt, sợi 13. Đấy, chia 5 giường 4 túi, chia 3 cọc anh em nhé. Đấy, bên em thắt giường, thắt chống gió cho anh em rồi. Anh em về chỉ việc đánh thôi. Đấy, ba cái mẫu âm ly này, anh em sử dụng khá là nhiều anh em nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu cho các bác tham khảo này. Tất cả bằng dòng này thì chạy bằng USB hết anh em nhé. Đây, khi các bác mua em sẽ tặng các bác một cái dây nguồn này, một cái đầu lọc thẻ anh em nhé, để anh em về các bác chỉ được đánh thôi, sử dụng là ok luôn. Đấy. Đây, đây là các bác xem sản phẩm thôi nhé. Đây, đây em quay kỹ cho các anh em xem này. Đấy, ba cái mẫu âm ly này anh em mua khá là nhiều và đánh ổn định nhất thị trường hiện nay. Đấy, nên là rất mong là các bác xem kỹ video. Các bác nào mà chưa hiểu thì có thể điện trực tiếp theo hai số điện, ba số điện thoại chính này, bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em các nhé. Đấy, bên em sẽ tư vấn cho các bác lấy những sản phẩm nào, đánh con chim gì, lấy lưới bao nhiêu phân hay là lấy bao nhiêu mét, bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em. Đấy, các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi đường link hướng dẫn cho các bác tham khảo anh em nhé. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.